Cứ 3 giờ chiều, chiếc xe gỗ bán lộn bò khô lại cùng ông Ánh rong ruổi qua con ngõ hẹp ra với phố lớn để phục vụ khách hàng. Giữa muôn vàn những âm thanh nơi thị thành tấp nập, thực khách bất chợt nghe đâu đây, nơi góc phố, còn sót lại những âm thanh quá đỗi thân quen. Cái nghề này là nghề của bố tôi, từ những cái năm 3, năm 4 đấy. Từ sau những năm 90 tôi có về chế độ theo nghề đó nay là khoảng 28 năm. Nộm là món ăn phổ biến ở nhiều vùng miền. Mỗi vùng lại có những món nộm mang đặc trưng và cách làm khác nhau. Với món nộm bò khô ở Hải Phòng, đu đủ cho loại vừa tới, không chín quá mà cũng không non quá, để đảm bảo khi nạo sợi mỏng nhưng vẫn đủ độ dai giòn. Bò khô được tẩm ướp theo bí quyết riêng, rồi sấy khô, trao dầu. Một trong những thành phần tạo nên hương vị riêng của món ăn, đó là nước giấm được pha trộn hài hòa giữa vị chua, cay, mặn, ngọt. Ai thì cũng muốn có một cái bữa ăn ngon và mà phải thật bảo đảm. Ta cứ mua những các cái thực phẩm tươi ngon và làm đầy đủ những các cái điều kiện vệ sinh thì chắc là cũng giữ được khách thôi. Một đĩa nộm nhỏ nhưng ở đó có vị giòn của đu đủ trộn cùng với rau thơm, thịt bò khô mềm, gan rán, bì bò giòn giòn, thêm chút vị bùi của lạc giang hòa quyện cùng với giấm chua ngọt, tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa từ hương vị cho đến màu sắc. Giờ đây, ẩm thực đường phố Hải Phòng đã trở nên cuốn hút khách du lịch khắp nơi, không chỉ bởi sự đa dạng và phong phú, mà mỗi món ăn đều mang một hương vị đặc trưng riêng có, khiến ai đã một lần thưởng thức đều không thể nào quên.